Xin chào các bác nhá, chào mừng các bác quay trở lại với kênh chim cảnh cá cảnh của em. Hôm nay mời các bác đi câu cá tự nhiên cùng em nhé. Điểm câu vẫn là cái cống quen thuộc, em hay câu ở chỗ này các bạn. Hôm nay câu khá là đông người đang câu các bác. Đây đối diện có mấy cần thủ này. Nước hôm nay nó cũng sạch hơn rồi, hôm qua thì hơi đen. Qua hôm kia ấy. Bên này cũng có một cần thủ các bác nhá. Đấy, rất là nhiều người câu luôn. Góc bên này có là ông anh em đang ngồi câu ở đây các bạn. Đấy, ông anh đang câu, mấy anh em ra đây trước, bây giờ em mới bắt đầu câu quá nhá. Ra đổ chiến thôi. Chỗ này nước nó tĩnh thì có thể quay được cái phao cho bác xem cùng ngắm cho nó phê pha. Đánh 36 ạ. Chỗ này chọn chỗ này là bởi vì chỗ này nó có cái thuyền nó đỗ ấy. Thuyền đỗ thì thường là nó nước nó sẽ sâu hơn, cá khả năng nó sẽ tụ lại. Đấy từ dự đoán rồi. Còn cá thì nó phải ăn cơ. Không thấy con gì ăn các bạn, chờ lúc nữa xem. Đấy ăn này mất rồi, mất mồi à. Mất máy nhẹ, mất mồi đấy các bạn. Tí đổi trạng thái đấy, ngồi nó cứng là nó sẽ không bị tan nhanh nữa. Cá phải nó ăn chậm. Em đang đánh cái mồi tan, kiểu gì thì mấy mồi đầu ấy các bạn. Đánh mồi tan thế này thì nếu có cá ăn ngay thì tốt, mà không ăn thì coi như mồi xả. Rồi bắt đầu mình mới trộn khô vào, mình câu xong. Nếu mà ăn nhanh, ăn nhiều thì cứ thế này mà câu, thì sẽ hiệu quả. Đấy, cá này, to to một tí rồi. Chết, xài, rói. Báo cá con đầu tiên coi nhé, con rói đầu tiên luôn các bạn, thả lỏng xem từ giờ đến lúc về được mấy con. Đấy bắt đầu có cá vào ổ rồi, thế là nhấc thôi. Bây giờ đã cứ thế mà tha hồ và nhấc rồi. Ăn luôn trên mặt này, không xuống được phao các bạn, không giật kịp rồi, mất mồi rồi. Anh thấy không? Ăn rất là đều nhá. Ui, một phát mất mồi à? Hay kiểu gì đây? Chết cha mày. Đây thầy rô phi đây thầy. Đấy, biết ngay cái loại này nó phá không? Nhỏ thôi. Rô phi là lụm rồi. Không móm rồi, chống móm rồi. 10 con này là bằng con vừa nãy mất rồi. Đây các đối tượng này, bạn nhìn thấy không, đối tượng ăn mồi đây, khó nhìn thế nhở. Đấy đấy, nó chạy được đó. Toàn rô phi à. Đấy rô phi ngón tay cái các bác nhá. Đây là một cái viên mồi V này, anh em phải tưởng tượng nó rỉa như kia thì vào nó cứ nháy điên lên rồi. Nhưng mà là không có nào ăn được cái mồi này các bác. Đấy, con rô phi con nó chả nhảy ạ. Bập luôn. Đấy, đấy. Mất hình này. Mất hình, đóng cái. Rô phi rồi. Tuyệt vời. Giật mỏi tay. Báo cá con rô phi đó nha. Cả tiếp này các bạn. Bị mất hình này. Cá bây giờ nó cứ mất hình, hình cá bé chết này. Đấy mất hình luôn này các bạn, ăn rất kinh nhá, cuốn ổ rất là ghê, chắc là đàn rô phi con này. Bây giờ xuống lưỡi bé là đánh là dính lắm này, nhưng mà thôi mình không đánh lưỡi bé, không muốn thay. Đấy đấy đấy, đấy. Rồi chưa phê chưa, nhập kìa các bạn kìa. Mất mồi. Tốt đi. Cái này cá quá bé. Không có con to nào thắt đớp cái mồi này cả. Ừ.
xuống lưỡi bé tí là đánh 100% chết liên tục. Chết này. Rô phi tiếp các bạn ạ. Cứng như bê tông các bạn nhé. Đấy. Đắng là nó phê. Để yên tâm rồi, không mất mồi. Câu 3 món. Là ít ngô ngọt tôi đánh hợp lý hơn. Đấy các bạn này, ăn liên tục. Thả xuống là mất hình. Đã như thế này thì thua rồi. Đấy. Loại này. Thôi rơi rồi. Đây này, đây mới chuẩn bị chết này. Nếu nó ăn nữa. Đấy, khá phết đây này. Đấy. Mồi to với cái lưỡi nhỏ nó dễ mất đấy. Nhưng mà không thì nó lại không chịu nhiệt được với cái loại trên. Này nó nặng thì nó mới rơi được. Đấy, cái này thì xuống được. Xuống được nhưng mà vẫn mất. Vâng. Tỏ đấy. Mãi được ông này. Ba ngón tay. Chết mày này. Đấy, anh bảo cái loại này nó ăn cho thì. Phì lắm. Đây, nó cuốn kinh khủng luôn này. Nó ở đâu, mua bao mùa ở đâu? Em bán luôn này. Em là 118 vũ lợi anh ạ. Có cả mồi câu giếc nữa, cả mồi câu rô. 118 vũ lợi á? Vâng. Thế là ngay Cầu Đào Quan này, gần xuống tí. Đấy à? Chỗ gần ngã ba Đặng Xuân Bảng anh ạ. Đặng Xuân Bảng này, chỗ ngã ba đấy. Mà chú thuê nhà đấy đấy á? Vâng. À, thế thì mấy lần hôm trước tôi đã đến, tôi định mua cái cần đấy, sau các bạn không có. À thế ạ. Có mừng Cường ấy, Cường mới về. À rồi rồi, anh Cường ấy. Nó bảo ấy. Vâng. Đây em. Đến thì lại không gặp chú, có gặp cô ấy thôi. Thế ạ. Thế xong rồi hỏi định mua cái cần 54, họ đến hai lần thì bảo là toàn hết. Hết đấy anh ạ, tại vì cái cần của em về em còn bán online nữa cơ. Nó về được lâu, về được một cái nào là bán hết cái đấy mà. Mồi này bao nhiêu gói này, nửa cân à? 30.000 một gói, 4 lạng ạ. Đấy anh Thuận này cũng ngày trước cũng câu mồi với em mãi. Lâu lắm rồi anh em mới gặp nhau tiếp ngoài sông. À mồi này mồi chú làm à? Vâng. Cái mồi này rô phi, còn cái mồi đánh giếc thì nó lại đánh được giếc. Mồi này là em đi đánh rô phi mà, nên nó cuốn rô phi lắm. Rô phi nó cuốn cả đàn rồi. Mình cứ đi câu để gọi mới biết câu cái câu ấy này mà. Vâng, câu đài. Gặp Cường nó cho cái lưỡi bé này mới câu biết câu. Cái lưỡi bé này là anh ấy mua nhà em đấy, màu vàng vàng ấy thì anh. Ờ. Đúng rồi. Lưỡi bé nó bảo cái lưỡi 4 á. Lưỡi 4 đây em đang đánh lưỡi 4 này. Nhưng anh ấy đánh có ngạnh. Này em đánh không ngạnh. Cái cục mồi to vậy nó ăn nó chỉ mồi nó lay là phao nó lay thôi, tại cái này là đánh đài mà. Nếu mà đánh đáy thì mồi nó phải lệch đi cơ, thì phao nó mới đậm. Nó khác với nên dễ bắt hơn. Đấy, em phải chờ những con này. Cứ phết đi thì. Cần này thì cần được bằng này thôi là sướng. À, chép rồi. Thanh niên đi đâu rồi không biết nữa. Chép ăn mồi tàn rồi, vào sau rồi. Hết mồi, anh em về hết rồi này. Câu giải trí đấy mà chán. Đi câu cho đỡ buồn mà lại buồn hơn đúng không? Chết. Đây rồi ơi. Dòng như.
hàng đấy. Thế là ấm ổ rồi, hôm nay mười mấy con rô phi rồi. Nổi bao cuốn ổ. Hôm nay sử dụng mồi câu cá vị tanh rô phi các bác nhá. Cá cuốn ổ lắm nhưng mà bé quá nên là không câu được nhiều các bạn. Cũng về về sau đổ chiến thuật câu cái lưỡi bé thì mới bắt được. Cho bác xem thành quả. Đấy, số lượng là nhất 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 đoạn này rồi. Nhiều số lượng nhất rồi. Được toàn rô phi. Mồi rô phi mà. Rô phi một chép với lại một con với một con rói các bác nhá. Đấy, bằng này, cái này cũng gọi là không móm. Được 2-3 con rô phi cỡ được 3 ngón tay các bạn. Còn lại toàn rô phi con với 2 ngón tay cái. Rồi một con chép nữa. Để bảo cá các bạn nha. Bây giờ em sẽ phóng sinh nó đi. Cho nó lớn này, rồi bắt đầu mình câu. Nhiều phết các bạn ạ. Cỡ mình mười mấy 20 con này. Cua nộ. Đấy, còn to là trước rồi. Con này còn gói này. Chép này các bạn. Bấm rô phi con. Một góc gói mồi này được khá là nhiều cá. Xin chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết video.